Hello, xin chào các anh chị đã quay lại kênh của em. Hôm nay em tiếp tục lên hàng gia dụng Nhật Bản cho mọi người xem nha. Em quay tổng thể như thế này cho mọi người xem nha. Mọi người thích cái mẫu nào thì cứ việc inbox theo số điện thoại em để ở trên và inbox qua Zalo cho em để em gửi hình chi tiết và báo giá cho nha. Đó, hàng này là hàng em tuyển chọn, hàng Nhật Bản nha. Hàng nước nhất, hàng loại đẹp. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Hàng chuẩn, hàng đẹp lắm. Đó. Cái mâm inox siêu to khổng lồ. Đây, chảo chống dính luôn nha. Đó, hàng em tuyển chọn hàng rất đẹp. Đây. Đó. Rất là xịn sò luôn ha, mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là nhiều chảo đẹp nha mọi người. Anh chị nào thích mẫu nào, thích cái chảo chống dính hay gì thì cứ việc inbox qua số điện thoại qua Zalo em để ở trên nha. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và báo giá cho mọi người xem. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em và mọi người tiếp tục đăng ký và thích ra kênh của em để em đăng lên, có động lực em đăng lên hàng đẹp mỗi ngày cho mọi người cùng ngắm xem nha. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Xin chào, tạm biệt.